Tuấn Hân tiết lộ về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu khi sống chung nhà. Những chia sẻ của Tuấn Hân đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Trên trang cá nhân, Tuấn Hân chia sẻ lại phát ngôn được cho là của nam ca sĩ thời điểm 10 năm trước với nội dung: "Muốn giữ gia đình ấm êm, các ông nên tách mẹ ruột và vợ ra, cho họ ở chung sớm thì nguy cơ tan vỡ gia đình nhanh lắm." Tuấn Hân chia sẻ lại phát ngôn được cho là của nam ca sĩ thời điểm 10 năm trước. Tuy nhiên, nam ca sĩ cho biết không nhớ chính xác về phát ngôn này của anh không vì thời gian đã qua lâu. Tuấn Hưng bày tỏ, tôi không nhớ chính xác 10 năm qua tôi có nói câu này không, nhưng hiện tại cuộc sống của tôi vẫn êm ấm với gia đình đầy đủ mẹ và vợ. Tuổi trẻ có thể có những suy nghĩ nông nổi, nhưng thời gian sẽ lại làm thay đổi tư duy của mỗi con người. Sinh ra là con một, nên không thể sống xa bố mẹ, nên tôi luôn tự thay đổi, tìm mọi cách để gia đình hạnh phúc êm ấm từ bên trong có mẹ sống chung chắc chắn mình sẽ bị bó hẹp về không gian sinh hoạt và phải cân đối bên hiếu bên tình. Nhưng bù lại các con các cháu lại có được sự hỗ trợ, chăm sóc của bà. Điều này chắc những ai có con nhỏ đều hiểu và đồng cảm. Tuấn Hưng và mẹ ruột, vợ Tuấn Hưng sống chung với mẹ chồng từ rất lâu. Có bà chăm thì yên tâm hơn hẳn là gửi con cho chị giúp việc những lúc mình vắng nhà. Và có một điều là mẹ và vợ ngày càng hợp nhau chứng tỏ không có gì là không thể nếu mình biết sắp xếp mọi thứ và tự thay đổi bản thân để trọn vẹn chữ hiếu và tình. Nhưng nói thật là tôi muốn sống chậm và bình yên cùng gia đình nhỏ của mình. Vợ Tuấn Hưng sống chung với bố mẹ chồng từ rất lâu. Trên mạng xã hội, nam ca sĩ thường xuyên chia sẻ cuộc sống ba thế hệ trong một gia đình ấm áp, hạnh phúc. Sau khi kết hôn, vợ Tuấn Hưng được mẹ chồng giúp đỡ rất nhiều trong công việc gia đình. Hương Ba Bi không ngần ngại dành những lời khen và bày tỏ sự kính trọng cho bà. Sau khi kết hôn, vợ Tuấn Hưng được mẹ chồng giúp đỡ rất nhiều trong công việc gia đình. Hương Bi không ngần ngại dành những lời khen và bày tỏ sự kính trọng cho mẹ chồng. Bà xã nam ca sĩ từng chia sẻ, Tôi có hai người mẹ là mẹ đẻ và mẹ chồng, luôn yêu thương hỗ trợ và hiện tại thì tôi đã lấy lại được phong độ. Tôi ngưỡng mộ và tự hào vì có hai người mẹ tuyệt vời như vậy. Có các mẹ hỗ trợ chăm con, quán xuyến việc gia đình nên tôi mới yên tâm để cố gắng có được thành công như ngày hôm nay.